Em vừa xem lại, thấy trong năm nay tốt nhất của anh là quý này. Tôi thực sự không có năng khiếu môn này ông ạ. Tôi cũng chẳng giỏi gì đâu. Có điều môn này rèn luyện cho ta sự điềm tĩnh, tập trung vào mục tiêu. Thảo nào ông làm đâu để chúng đấy. Mà cái vụ đầm tôm ấy, ông khoáng cả đầm còn gì nữa. Cũng nhờ có những người bạn đồng hành đáng tin tưởng nhau. Tôi phải đi rồi. Ông đi trước đi, có gì gặp sau nhé. Tình cờ gặp nhau không chào nhau tiếng các bạn ơi. Không cần thiết. À, mà tôi nghĩ chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả. Lần này về luôn hay sao? Điều đó là mong sợ à? Sợ gì? Tôi chỉ lo là ông nhìn thấy cái cảnh tôi với người yêu cũ của ông mặn nồng, ông lại đố kỵ thôi. Có bản lĩnh á thì mặn nồng cả cuộc đời, chứ đừng xong mục đích rồi á lại tháo mặt nạ ra.